Sốc phụ kiện PCP 390 xin gửi chào lời sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền tổ quốc nhé. Đấy, hôm nay là shop gọi là xả kho bán hạ giá, đại hạ giá cho anh em về cái bộ ruột cho con đông. Đấy, bộ ruột cho con đông cả bộ anh em nhé. Vâng, thì trước khi nói về cái gọi là mặt hàng xả kho đại hạ giá này thì mình sẽ nói qua về cách thức mua hàng của bên shop nhé. Đấy, bên shop thì là mặt hàng miễn phí ship, được kiểm tra nên anh em cứ yên tâm khi mua hàng nhé. Và anh em có thể gọi điện trực tiếp số điện thoại các bạn hình này của shop để thuận tiện hơn trong việc mua bán. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh shop thì lên đăng ký kênh của shop nhé. Shop sẽ ra rất nhiều video giá cả phải chăng, gọi là ưu đãi, gọi là hạ giá, gọi là phá giá luôn anh em nhé. Đấy, thì đây là một bộ ruột của con đô. Đấy, có hai cái định tâm này, sang chỉnh búa này, hai cái lò xo để thay thế tùy em chọn nhé. Một cái búa đồng, một cái quy đồng. Nếu anh em mua lẻ tập cái quy đồng về thôi, giá là 160 nhé. Mua lẻ cái búa này giá là 160, mua lẻ cái tăng chỉnh búa này giá là 150, mua lẻ hai cái định tâm này giá là 100. Đấy là mình báo giá nếu em mua lẻ. Còn anh em mua cả bộ ruột như thế này, mình đại hạ giá chỉ còn 300.000 thôi em nhé, 300.000, trong khi thị trường chỉ bán 350 đến 400 em nhé. Thị trường bán 350 đến 400, mình gọi là hạ giá kịch sàn. Đấy, trong cái mùa gọi là mùa vậy, cũng gọi là mùa ế ẩm nhất đi, mình đại hạ giá luôn anh em nhé. Đấy, giá chỉ có 300.000 hàng miễn phí ship, được kiểm tra. Đấy, anh em hỏng một phụ kiện nào trong bộ ruột thì mua cả bộ về, hỏng cái nào sửa cái đấy, thay thế cái đấy, còn cái nào chưa dùng đến thì cất đi, lúc nào dùng thì bỏ ra dùng sau anh em nhé. Đấy, anh em mua hàng cứ check độ uy tín kênh của shop bán hàng rất lâu năm rồi, anh em cứ yên tâm khi mua hàng anh em nhé. Đấy, rất tiện đây là mình có giới thiệu luôn anh em về cái lò xo Thái anh em nhé. Lò xo Thái sợi thép carbon 1.6 ly, đấy, chuyên bắn đạn 5.5, bắn được cả đạn 6.35 anh em nhé. Còn anh em nào mà thích lò xo 1.8 hàng dầu xịn thì cũng có nhé, giá là 150 bao ship được kẹp nhé. Cái lò xo này nói về độ đàn hồi thì thôi rồi luôn anh em nhé. Đấy, không, cái lò xo ruột ấy nó không bao giờ sẽ so sánh được cái lò ổn định so với lò xo Thái được anh em nhé. Đấy, giá 150.000 đồng hàng miễn phí ship được kiểm tra. Đấy, anh em làm ra là không bao giờ gọi là thay đổi được độ đàn hồi của nó, độ đàn hồi tốt, không bị biến dạng anh em nhé. Cho anh em những cái đập hơi, đập búa nó đều, nó ổn định. Đấy, bắn lại rất chiều chuẩn, giá 150 anh em nhé, nếu anh mua lẻ. Còn nói chung là nếu mà anh em mua cả bộ như này, đây, thêm cả cái lò xo Thái 400.000 anh em nhé, 400.000 bao ship được kẹp nhé. Đấy, nếu mà anh em mua thêm đấy, cái lò xo Thái nó khác hẳn cái hai cái lò xo của bộ ruột anh em nhé, khác hẳn luôn. Đấy, vâng, thì hôm nay shop phụ kiện 390 gọi là kết thúc video tại đây. Anh em là mua hàng cứ alo cho shop nhé. Vâng, shop xin gửi chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền tổ quốc nhé.